Xin chào mọi người, lại là mình đây. Đừng vội lướt qua nha, vì đây là video hết sức hữu ích và chất lượng tuyệt vời. Bắt đầu thôi, ai trong chúng ta ít nhiều cũng đã biết về loài cá này. Vâng, đó chính là cá lóc, nhưng có một số thông tin mà chắc các bạn đã bỏ lỡ. Vậy hãy cùng mình đi xa hơn để tìm hiểu về loài sinh vật gắn liền với mâm cơm mỗi con người Việt Nam nhá. Cá lóc là một loại cá nước ngọt phổ biến ở Việt Nam. Đây là một loại cá có hình dáng dẹp, dài, thân hình chắc nịch, với vảy nhỏ và màu sắc thường nâu hoặc màu xám. Cá lóc thường sống ở các con sông, hồ và ao ruộng ở cả miền bắc và miền nam Việt Nam. Cá lóc có tên tiếng Anh là Na sở thuộc họ cá nước ngọt có tên khoa học là chana hay Chanija E sinh sống và phân bố ở khu vực Châu Á và Châu Phi. Cá lóc có đặc điểm sinh học học khá là đặc sắc. Khi mùa mưa bắt đầu là lúc cá lóc sinh sản mạnh nhất. Cá cái đi tìm bạn đời. Những con cá được tranh nhau để được giao phối với đối tượng tốt nhất khi đã gắn kết. Chúng tìm một chỗ an toàn thường là những nơi có nước sâu và nhiều thức ăn để phù hợp cho bảy con sau này. Có một đặc tính hết sức thú vị là cá lóc cái sẽ không bao giờ bỏ rơi con cho đến khi bảy con trưởng thành, cá được thì sẽ bỏ đi nếu như bắt gặp con cái khác. Sau quá trình được nuôi lớn từ bố mẹ, cá lóc con cỡ bằng ngón tay cái sẽ tự học cách sống độc lập, chúng tự săn mồi và đối mặt với thách thức khắc nghiệt trong chuỗi thức ăn của tự nhiên, trong đó nhiều nhất là con người hi hi. Thì từ cá lóc làm thức ăn rất ngon và giàu chất dinh dưỡng, hiện nay người ta đã lai like tạo ra rất nhiều giống cá lóc nổi bật để phục vụ cho thị yếu, điển hình là cá lóc cảnh có rất nhiều tên gọi khác nhau, màu sắc khác nhau. Cá lóc nuôi cảnh thường tạo ra giá trị kinh tế rất cao, à à à à như vậy là hết rồi. Cảm ơn các bạn yêu thương động vật đã xem hết video này. Nếu các bạn thích về loài sinh vật nào quanh bạn, đừng ngần ngại mà comment phía dưới, mình sẽ làm video về loài các bạn thích nhé. Chúc các bạn một ngày tràn đầy năng lượng. Goodbye.